Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, viết tắt là SEC, đã chính thức đàn áp mạnh vào thị trường crypto trong giai đoạn này. Video tuần trước mình đã đưa tin về SEC đã phạt sàn Kraken của Mỹ 30 triệu đô vì không đăng ký bán dịch vụ staking tại Mỹ. Sau đó sàn Kraken cũng đã ngừng dịch vụ staking tại Mỹ. Đây chính là phát sóng đầu tiên của Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ SEC vào thị trường crypto, và từ đó nó cũng khiến cho các sàn giao dịch tập trung khác ở Mỹ họ cũng sẽ có xu hướng là đóng dịch vụ staking vì sợ bị phạt cũng như là bị điều tra giống như sàn Kraken. Hi, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn tin tức. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói rằng việc đàn áp thị trường crypto trong thời điểm này là họ đang muốn bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Đại ý là SEC không muốn các sàn giao dịch tập trung thò tay vào túi tiền của khách hàng, tức là sử dụng tài sản mà khách hàng đã staking trên những nền tảng sàn giao dịch tập trung. Phát sóng tiếp theo là tờ báo Wall Street Journal đã đưa tin SEC có thể kiện đơn vị phát hành ra stablecoin BUSD là Paxos với cáo buộc là BUSD là chứng khoán chưa đăng ký. Paxos là công ty có trụ sở tại New York đã hợp tác với sàn Binance vào năm 2019. Binance cũng cấp phép thương hiệu để phát hành stablecoin BUSD được hỗ trợ bằng đồng đô la Mỹ được giám sát bởi Bộ Tài chính New York. Gần đây, một thông báo đã được gửi cho Paxos là SEC sẽ kiện họ. Paxos sẽ có thời gian để giải thích lý do cũng như là phản hồi về tại sao SEC không nên theo đuổi vụ kiện này. Trước đó vài ngày thì Paxos rò rỉ thông tin là đang bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York điều tra, nhưng phạm vi vẫn chưa rõ ràng. Cuộc điều tra này đã được xác nhận bởi Bloomberg. Ngay sau đó, cơ quan quản lý New York đã yêu cầu Paxos ngưng phát hành stablecoin BUSD. Tin tức này đã khiến cho giá của BUSD bị mắc bét, tức là 1 đô la Mỹ chỉ còn 0.95 BUSD, và sau đó thì giá đã phục hồi trở lại. Stablecoin BUSD từ trước đến bây giờ được cộng đồng nhà đầu tư nghĩ rằng là có sàn Binance đứng sau để hậu thuẫn. Như vậy thì nếu như BUSD có hệ lụy gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của sàn Binance. Vậy nên ông chủ sàn Binance là CZ đã có một tweet ở trên Twitter rằng ông không rõ lý do tại sao BUSD là một loại stablecoin nhưng mà SEC lại xem đây là chứng khoán khi mà nó không đáp ứng đủ các tiêu chí của Huawei test. Một loại tài sản được xem là chứng khoán khi mà nó đáp ứng đủ 4 tiêu chí sau và thiếu đi một tiêu chí thì nó cũng không được xem là chứng khoán. Đầu tiên, nó là một khoản đầu tư bằng tiền, tức là muốn nắm giữ tài sản đó, người dùng cần phải đầu tư một khoản tiền. Tiêu chí thứ hai là đầu tư với kỳ vọng là mang lại lợi nhuận. Tiêu chí thứ ba là đầu tư vào một doanh nghiệp chung. Tiêu chí cuối cùng là lợi nhuận được tạo ra từ một bên thứ ba. Trong 4 tiêu chí này thì CZ đã cho rằng là BUSD không phải là một chứng khoán. Một số người cùng quan điểm thì họ cũng nghĩ rằng bởi vì là BUSD không tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, Adam Koren sở hữu hơn 180.000 người theo dõi trên Twitter cho biết SEC có thể kiện bất kỳ công ty nào phát hành tài sản tài chính theo đạo luật chứng khoán năm 1933. Anh ta cũng cho rằng stablecoin có thể là chứng khoán vì không nhất thiết stablecoin phải tạo ra lợi nhuận. Nó đảm bảo giá trị cho nhà đầu tư thì đó là chứng khoán. Hiện tại đang có khá nhiều ý kiến trái chiều nên việc nắm giữ stablecoin BUSD nó cũng sẽ mang một số rủi ro nhất định. Vậy nên nếu như các bạn đang nắm giữ stablecoin BUSD thì chúng ta có thể chuyển sang stablecoin khác để tránh rủi ro không đáng có nha. Nói sâu hơn về SEC thì gần đây CEO của sàn Coinbase, đó là Brian Armstrong, đã công khai một bài viết đề cập dịch vụ staking tại sàn Coinbase không phải là chứng khoán theo đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ và bài kiểm tra Huawei. Vì anh ta lập luận rằng đầu tiên dịch vụ staking tại sàn Coinbase thì người dùng họ vẫn sở hữu tài sản của họ, họ có quyền unstake bất kỳ lúc nào. Thứ hai là những người staking đều tham gia trên blockchain phi tập trung và được xác thực bằng cộng đồng người dùng chứ không phải một doanh nghiệp thông thường như là sàn Coinbase. Phần thưởng được xác định bởi giao thức chứ không phải từ sàn Coinbase. Thứ ba, sàn Coinbase chỉ là một bên trung gian nhận các khoản phí để thực hiện việc staking trên blockchain phi tập trung cho người dùng thay vì họ cần phải có một máy tính chuyên dụng. Cuối cùng, dịch vụ staking của sàn Coinbase không mang yếu tố quản lý hay kinh doanh mà đây chỉ là dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện việc xác nhận bằng phần mềm, không phải dịch vụ đầu tư. Vậy nên Brian Armstrong cho biết staking trên Coinbase không phải là chứng khoán và có thể hầu tòa nếu như cần thiết. Tiếp theo là thông tin về dữ liệu on-chain đang cho thấy hành động mua tích lũy Bitcoin của các nhóm để chi phí đã giảm đi một cách đáng kể.
Và như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì đây là video heatmap theo dõi nhóm định chi phí nắm giữ dưới 1 Bitcoin cho đến nhóm định chi phí nắm giữ trên 10.000 Bitcoin ha. Và kể từ giai đoạn sàn FTX đã bị sụp đổ thì giá của Bitcoin đã giảm về vùng 15-16.000 đô. Đó cũng chính là giai đoạn mà các nhóm định chi phí này họ đã mua vào rất nhiều để tích lũy khi mà giá Bitcoin lúc đó khá là rẻ, chỉ có 15-16.000 đô mà thôi. Thì biểu đồ heatmap này nó đã chuyển sang màu xanh nước biển rất là đậm ở đây ha các bạn. Từ nhóm định chi phí dưới 1 Bitcoin cho đến trên 10.000 Bitcoin thì họ đã mua vào rất là nhiều trong giai đoạn đó. Sau đó thì khiến cho giá của Bitcoin đã ngay lập tức là nó tăng lên từ 16.000 tăng lên vùng 24.000 đô ha. Nhưng mà trong giai đoạn này thì theo như biểu đồ heatmap nó đang cho chúng ta thấy rằng là các nhóm định chi phí này đã chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu vàng cam, tức là ở mức 0.5, tức là ở mức trung lập hay các bạn. Các nhóm định chi phí này đã không mua hoặc là không bán trong giai đoạn này khi mà giá Bitcoin đã tăng lên trở lại, mà chỉ có một nhóm định chi phí, đó là từ 1.000 nắm giữ 1.000 cho đến 10.000 Bitcoin họ đã đang bán ra khi mà Bitcoin nó đã tăng giá như vậy. Vậy nên theo như thông tin về dữ liệu on-chain thì lực mua trong giai đoạn này nó đã bắt đầu suy yếu và lực bán nó đã bắt đầu xuất hiện lại trên thị trường. Tiếp theo mình có tham khảo một biểu đồ của tài khoản trên Twitter có hơn 56.000 người follow. Và các bạn thấy được là theo như tài khoản này họ đang nhận định rằng giá của Bitcoin trong giai đoạn năm 2023 chính là thời điểm hiện tại đang có một nhịp sóng điều chỉnh và nó đang có cấu trúc khá giống với năm 2019. Và ngay sau đó thì giá của Bitcoin ở năm 2019 nó đã có một nhịp sóng tăng trưởng khá là mạnh. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại thì theo quan điểm của mình thì nhịp sóng điều chỉnh này của Bitcoin năm 2023 trong giai đoạn này nó đang có một nhịp sóng điều chỉnh dài hơn so với giai đoạn năm 2019 ở trong theo như cái video này. Và theo như cấu trúc này thì khả năng mà Bitcoin nó quay trở lại xu hướng tăng trưởng và tiếp tục tăng á, nó khá là khó. Thêm vào đó, nếu như chúng ta quan sát tình hình kinh tế vĩ mô thì trong giai đoạn này là nền kinh tế đang bị bất ổn, tức là không có một sự chắc chắn nào, lạm phát không chắc chắn rằng là nó sẽ tiếp tục giảm, cũng như là lãi suất không có một cái sự nào chắc chắn là lãi suất không thể tiếp tục tăng trong thời gian tới trong năm 2023 này. Và chính sách thắt chặt tiền tệ nó có dịch chuyển sang chính sách nới lỏng trở lại hay không thì chúng ta không thể biết được. Vậy nên biểu đồ này chỉ mang tính chất là thông tin tham khảo. Mà anh chị và các bạn đang có quan điểm gì về cái nhận định này của tài khoản hơn 56.000 người follow thì anh chị có thể là để lại bình luận ở dưới video này nha. Cuối cùng là video kỹ thuật trên khung thời gian tuần của vốn hóa thị trường crypto. Thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì mình cũng đã có phân tích khi mà vốn hóa thị trường crypto nó chạm vào vùng màu đỏ ở đây thì nó sẽ xuất hiện một áp lực bán ra để chốt lời từ những nhà đầu tư, bởi vì là họ đã mua khá nhiều ở phía dưới này. Khi mà giá nó tăng trưởng thì họ sẽ có xu hướng là bán ra để chốt lợi nhuận, bởi vì là họ không chắc chắn rằng là khi mà giá chạm vào những vùng kháng cự lớn và mạnh ở trên khung thời gian lớn như thế này á, thì nó có thể phá qua được luôn hay không. Cho nên là họ chọn cái giải pháp là an toàn hơn, đó là bán ra để chốt lời tại vùng kháng cự màu đỏ. Ở đây chính là một vùng kháng cự trên khung thời gian tuần của biểu đồ vốn hóa, cũng như là nó hợp lưu với đường trendline xuống giảm, chính là đường màu đen ở đây ha các bạn. Và đây cũng chính là một vùng đỉnh dẫn đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm. Và chỉ khi nào mình xác nhận uptrend quay lại á, thì khi mà vốn hóa thị trường nó phá được mô hình tam giác giảm ở đây, cũng như phá được vùng màu đỏ trị giá là 1.166 tỷ đô của vốn hóa cả thị trường crypto này, thì lúc đó cấu trúc xu hướng tăng giá nó mới được hình thành trên khung thời gian tuần. Và trên khung thời gian ngắn hạn hơn thì mình đã thấy yếu tố đảo chiều khi mà trên khung thời gian 4 giờ của vốn hóa thị trường crypto nó đã phá vỡ đi vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng. Thì lúc đó thì trong khung thời gian ngắn hạn là khung 4 giờ thì nó đang có một xu hướng tăng giá trong ngắn hạn, nhưng mà khi mà nó phá được vùng hỗ trợ 985 tỷ đô ở đây và quay lên retest lại bằng một setup bearish engulfing thì hiện tại cấu trúc xu hướng tăng giá đã bị phá vỡ và chuyển dần sang cấu trúc xu hướng giảm rồi hả các bạn. Chúng ta thấy rõ là đỉnh sau này nó đang thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó cũng đang thấp hơn các đáy trước, và đây là cấu trúc xu hướng giảm trong ngắn hạn. Thị trường đã bắt đầu chuyển dần sang xu hướng giảm trở lại. Về biểu đồ giá của Bitcoin thì nó cũng tương tự như biểu đồ vốn hóa thị trường crypto này. Và gần đây thì mình đã có video để cảnh báo về một setup mang chiều hướng là có áp lực bán ra trên thị trường đối với Bitcoin, đó là setup bearish fakey. Và đây là một setup mang chiều hướng là phá vỡ tăng giá giả, và đó là một setup mà khiến cho Bitcoin đã có một áp lực bán ra trên thị trường, cũng như là có một sự phân kỳ nữa ha các bạn. Khi mà giá liên tục tăng và tạo các đỉnh sau cao đỉnh trước, nhưng mà RSI thì nó đang tạo các đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước, cũng như là khi mà giá tăng nhưng mà volume giao dịch nó lại giảm như thế này. Điều đó cho thấy là không còn sự hứng thú của bên mua nữa, tức là bên mua nó đang bị suy yếu, cho nên là nó sẽ sớm xảy ra một nhịp sóng điều chỉnh. Và chúng ta thấy được là hiện tại đang có
có một nhịp sóng điều chỉnh giảm rồi. Và trong ngắn hạn thì theo như các biểu đồ kỹ thuật thì nó đang cho chúng ta một thông tin, đó là thị trường đang nghiêng về một xu hướng, đó là xu hướng giảm trong ngắn hạn. Tóm lại, thời gian gần đây thì Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đã liên tiếp tấn công vào thị trường crypto bằng hai phát súng. Đầu tiên đó là sàn Kraken, và thứ hai đó là đồng stablecoin BUSD của sàn Binance. Hiện tại thì vẫn chưa có kết quả chính thức từ SEC, cho nên là trong thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng là việc cần thiết là chúng ta nên swap từ stablecoin BUSD sang đồng stablecoin khác để tránh những rủi ro không đáng có. Tối nay vào lúc 20:30 sẽ có thông tin về chỉ số lạm phát CPI của Mỹ. Dự đoán của các chuyên gia là về lạm phát sẽ giảm từ 6,5% chỉ còn là 6,2%, nên đây là thông tin khiến cho giá Bitcoin và chứng khoán Mỹ sẽ có sự biến động mạnh về ngắn hạn. Các bạn cẩn thận hơn nha. Nếu anh chị thấy thích video này và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nha. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân, quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.